Xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Săn Bắt Giải Trí của Luân Nguyễn TV. Đầu tiên thì Luân Nguyễn xin được chúc toàn thể anh em và bạn bè luôn luôn mạnh khỏe và thành công. Hôm nay là tiếp tục cuộc hành trình đi soi dàn giao đêm của em anh em ạ. Ở đây em đã thấy được một con rồi anh em ơi. Đây anh em ơi. Đấy. Rắn ngủ rất là kín anh em ạ. Đây. Đây anh em ơi. Hôm nay em đầu tiên buổi tối ngày hôm nay anh em ạ. Em xin mời mọi người cùng đồng hành săn giao táo buổi tối với em nhé. Cùng đồng hành trải nghiệm săn rắn đêm. Anh em ơi, vừa mới khởi đầu được một con và bây giờ lại tiếp tục thấy một em nữa rồi anh em ơi. Thế nhau toạt thế, ngủ dậy dài anh em ạ. Đây anh em thấy chưa, chỗ đánh đèn này thì đúng là nó khủng luôn. Con này em phải kẹp thôi anh em ạ. Anh em đợi em sẽ tiến hành kẹp nó cho anh em xem nhá. Con này mà không có kẹp là sẽ rất là bắt khó anh em ạ. Bây giờ em sẽ tiến hành kẹp nó. Ui. Anh em ơi. Kia lại thấy một em khá là to anh em ạ. Đây nhé. Không còn dùng đến kẹp. Con này ngủ thấp thì dùng tay thôi anh em ạ. Mẩy lắm. Có tướng. Đã định chạy ngay anh em ạ. Phải vồ ngay. Anh em ơi. Đây còn nữa. Ừ, hai con nhỉ. Anh em này. Thấy có một con thôi anh em ạ. Không để ý, không sơ kỹ nữa. Hay là ra vồ thế nào lại thấy hai con. Đang vồ rồi một con thì con kia thấy chạy dài dài ấy là. Thấy động dài dài, quay sang thấy thì đang chạy nằm dài người. Nên là em đã bị bắt. Anh em nhìn này. Mày không? Phê quá anh em ạ. Này, bự chưa? Anh em ơi, kia mãi góc tít sang kia lại thêm một em rắn giáo rồi anh em ạ. Hở đúng một tí bóng bóng ra thôi anh em ạ.
Anh em mà không soi quen chắc là sẽ không thấy được nó đâu. Hở đúng một khúc có xíu xíu anh em à. Bây giờ em sẽ tiến hành đi sang để bắt nó anh em ạ. Đường này không sang được rồi, tầm quá, rào kín lắm. Tìm nó khác. Anh em ơi, đây đây đến lõng sang rồi anh em nhé. Có lõng thì em vẫn chưa sang để xử lý con kia. Sắp đến chỗ nó ngủ đây rồi anh em ơi. Đây là đến chỗ nó ngủ rồi anh em. Ngủ rất là kín anh em. Ngủ kín thế này mà anh em mà soi mà không để ý kỹ hoặc là không soi quen ấy thì anh em sẽ không thấy nó được. Mới hôm nay sao hôm nay rắn ngủ kín lắm anh em ạ. Đây đã đến nóng vừa vào đây rồi anh em ơi. Anh em ạ, cây đẹp thế này không có nào nên ngủ nhá. Cây này dạng rất là lý tưởng. Đây. Đây túi của em đây. Thành quả túi soi em đây. Anh em này. Đây tiếp tục thêm một em nữa này. Đấy. Đây, em tiếp này em kẹp lốt con này. Con trên cao này phải tiến hành kẹp thôi anh em ạ. Anh em ơi, lại một em hàng ngủ ở ngay dưới đường đi anh em ạ. Đây anh em ơi. Ngủ béo không? Ui. Con này ngủ quang quá anh em ạ. Anh em nhìn rắn mới đột xác sau nhìn này. Sáng bóng luôn.
Đấy, nhìn rất là đẹp. Đây là thành quả đây anh em ơi. Vẫn đang trong cuộc hành trình đi xoài tiếp tục săn hàng. Bây giờ sẽ rút kẹp ra để kẹp vào thôi anh em ạ. Nào, thế này kẹp nào anh em ơi. Ui, thụt quá, thụt hết quần áo rồi. Anh em hoàn cảnh vẫn phải sơ thôi anh em ạ. Ui. Tỏ quá anh em ạ. Ui, thụt hết. Trườn quá anh ạ, thụt quá. Xem chút thì ngã. Đây. Nó mặc cái dây to quá. Giật dây tí tuột cả rắn. Anh em thấy thích không? Đây. Kẹp kẹp một đuôi. Quá là kích thích anh em ạ. Đấy, em thứ hai đã khủng luôn. Anh em hãy đồng hành soi rắn giáo đêm nay với em nhé. Chắc sẽ làm cho anh một buổi tối vui vẻ và thú vị. Mời anh em cùng em tiếp tục hành trình nhá. Kia lại thấy một em nữa rồi anh em ơi. Ngủ ở đỉnh núi cây gai luôn. Con này thì lại phải dùng đến quả kẹp thần thánh rồi. Chuẩn bị kẹp anh em ạ. Tại vì nó ngủ trên bụi cây gai ấy. Không thể nào với được. Gai khó kẹp này. Đã muốn chạy rồi. Khôn thế. Tại gai nó rậm quá anh em ạ. Để em vòng đằng kia xem có làm gì được nó không. Chưa giữ bụi gai rồi. Con này khôn quá. Bụi gai rậm chắc khó thấy anh em ạ. Thôi để lát em quay lại anh em cho nó ra. Chứ bây giờ nó làm dưới bụi cũng không làm gì được nó. Em sẽ đi xoay qua một đoạn. Lát em quay lại. Em sẽ tiến hành thử kẹp nó xem sao anh em ạ. Mà cũng rất rậm rạp, rất khó khăn nhưng mà không đợi được. Vẫn được anh em ơi. May quá. Để chạy. Khôn đến đâu lắm.
Mày tưởng khôn hơn cả đại ca. Mày quạt tí nữa phải quay lại anh em ạ. Còn như thông thường mà nó chạy thì anh em chưa làm nó đau giật mình ấy. Thì một lúc sau anh em quay lại vẫn có thể được nó bình thường. Anh em ơi, đây là thành quả sơn giáo của tới của em nhé. Bây giờ cũng chuẩn bị về thôi anh em ạ. Giáo mẩy không này, anh em nhìn này. Này, giáo rất to. Đã này, xoài hàm lắm anh em ạ. Nổi này anh em ạ. Ướt hết quần áo rồi. Tại vì hôm nay lội bắt ở dưới suối mấy con rắn to. Thích thế.